Nay chúng ta sẽ bắt đầu cái chương 5 nhé. Làm tiếp cái phần 2 của chương 5, đúng không? Như vậy cái phần 2, như thầy đã nói, là chúng ta sẽ đề cập những cái ứng dụng cụ thể trong các lĩnh vực quản trị. Nhưng trước tiên thì chắc chúng ta sẽ xem xét các cái bài tập của phần đầu của chương 5, đúng không? Đây thầy mở lên nha. Chúng ta có cái bài tập chương 5. Và thầy mở bản phone. Rồi, như vậy thì vừa rồi thầy có nhận được một số các cái mail của các em gửi, và đặc biệt có những em làm rất tốt, ví dụ như em Thảo, em Phương Thảo, phải không? Như vậy thì bây giờ ta bắt đầu mở cái bài tập chương 5 lên và bắt đầu thảo luận về bài tập này. Những cái bài tập ở chương 4 thì chúng ta đã đề cập tới hết rồi mà, phải không các em? Thầy đã nói qua về cái hướng chúng ta giải, thì thế thì chúng ta các em cứ tự giải đi ha. Bây giờ chúng ta đang ở chương 5, thì trước khi tiếp tục thì thầy muốn hỏi các em đã cài được Solver chưa? Dạ Các rồi ạ. em đã cài được Solver chưa? Dạ rồi ạ. Các em có gặp Hiện khó khăn khi không cài được Solver không? Đây để thầy mở lên. Tất nhiên để cài được Solver thì lúc đầu ta phải mở Excel lên, không? Bởi vì nó là một add-in. Nhưng thầy nhắc lại mặc định thì khi ta cài Excel thì không có Solver trong đó. Đó là cái điều thầy không biết là các cái version mới của Microsoft sau này như năm 2020 thì có việc đó không. Nhưng vì thầy đang xài 2013, phải không? Hoặc là cỡ 2016 thì chưa thấy được cái chuyện đó. Hay nói cách khác, ta phải cài Solver vào. Bây giờ chúng ta mở lên Excel trước đi ha, để xem coi cái việc là cài Solver là như thế nào. Và các em đang gặp gì phải không? Đây. Đầu tiên là Excel. Nhiên đây là giao diện của Excel. Thế thì khi em vào đây, em sẽ thấy là không có cái Solver ở đây, đúng không? Nếu mà em là cài xong thì sẽ xuất hiện cái Solver ở cái bên phải này, nhưng bây giờ chưa có nghĩa là ta phải cài. Thế thì khi đó ta vào cái phần file này, phần option là ha, vì đó là một option mà. Ta vào cái add-in là phải không em? Đấy. Như vậy ta vào cái Go, ta vào cái này. Có lẽ không? Các em đã mở được tới đây chưa? Dạ Các em rồi. đã mở được cái bảng giống như thầy mở bảng add-in chưa, hay là thầy làm lẹ quá? Dạ rồi. Được rồi hả? Dạ được. Được rồi thì báo cho thầy nha. Dạ được rồi. Ok. Chúng ta đều thấy cái bảng add-in đúng không? Tất nhiên ta chọn cái solver, em thích chữ solver, solver add-in. Như vậy solver này là gì? Là cái công cụ để tối đa hóa và giải quyết các cái biểu thức đó, đúng không? Tính toán các cái biểu thức. Đấy, ta có thể lấy tiếng Anh như thế này nó đang nói. Như vậy thì ta đang tìm bài toán tối ưu mà. Và hãy nhắc lại về quy hoạch tuyến tính, đó là việc ta đang sử dụng cái nguồn lực tối ưu. Ta đang có những cách kết hợp sử dụng nguồn lực nào để mà đạt được cái mục tiêu tốt nhất.
Hãy nhớ cụm từ tốt nhất thì dùng nha, chứ không phải là cái mục tiêu lớn nhất. Như vậy thì bây giờ ta đang, tất nhiên khi nói tốt nhất thì cái bài toán mục tiêu thì nhắc lại hàm mục tiêu của ta là sẽ có max và min, đúng không? Đây, tức là đạt được cái mục tiêu của ta là max hoặc là min. Giờ khi ta ok, chuyện gì xảy ra? Đấy, em, các em có thấy xuất hiện chữ solver không? Đấy, xuất hiện solver đấy. Các em đã xuất hiện hết chưa? Dạ rồi. Dạ rồi. Rồi, như vậy thì bây giờ chúng ta bắt đầu đề cập vào các cái bài toán. Nhưng mà trước hết thì đó là bài toán của cái phần 2. Chúng ta lát nữa trong cái ví dụ ta sẽ, thầy sẽ làm solver để các em có thể làm các cái bài tập sau này. Nhưng mà bây giờ ta xem lại cái phần đầu của bài tập chương 5, đúng không? Tất nhiên bài tập phần đầu chương 5 là gì? Đó chính là cái phương pháp đồ thị. Và thầy vừa nhắc lại một số cái cơ bản của một cái bài toán quy hoạch tuyến tính. Như vậy, hãy nhớ ở chương 3 ta là gì? Đó là ta đang lựa chọn cái phương án, đúng không? Cách thức hành động tốt nhất. Giờ khi ta lựa chọn xong rồi, thì rõ ràng khi đó nó sẽ có, nó sẽ có chuyện gì? Có những cách mà ta sẽ suy nghĩ, tôi sẽ sử dụng làm sao mà cái nguồn lực tôi có đó để mà đạt được cái mục tiêu tốt nhất nha. Thì đây đó, đó là cái chương 5. Như vậy khi đó ta mới xuất hiện là chuyện gì? Khi đối với bài toán đó thì giống như chúng ta đã từng giải toán phổ thông, đầu tiên ta phải đặt biến, đúng không? Hãy nhớ ví dụ của thầy đi, đầu tiên phải đặt biến, đúng không? Gọi x1 là gì đó, x2 là gì đó. Ủa, thầy mới cho bạn phân quyền vào rồi mà. Thầy mới đồng ý cho bạn nó vào rồi mà. Để thầy coi lại trong danh sách coi. Chắc phải có bạn đó chị. Nguyễn Phương Quyền nè, có rồi. Rồi. Như vậy thì sau khi đặt biến xong, và hãy nhớ một trong những khó khăn của bài toán ở chương 5 này là ta đặt biến đây. À, các em sẽ thấy những cái bài toán ở chương 5, ở những bài sau đi. Việc em suy nghĩ ý đặt biến như thế nào, bởi vì khi em đặt biến xong thì hầu như là 50% rồi đó, đúng không? À, còn lại ta chỉ xác lập kế tiếp là gì, là hàm mục tiêu mà như thầy vừa nói, nó phải là max hay min. Do đó khi ta đặt biến ta phải xem cái dạng bài toán này giống như chương 3 đó, nó là doanh thu lợi nhuận hay là chi phí, đúng không? Thì khi đó cái hàm mục tiêu nó sẽ là max hay là min. Và thầy nhắc lại luôn phải có chữ mắc và chữ min nha, sau này các em nào giải mà thiếu cái đó sẽ như mất điểm cái hàm mục tiêu đó, cho dù em viết cái biểu thức đúng cách mấy, không? Bởi vì không có chữ mắc và chữ min thì nó là vô nghĩa, hai cái đó là hàm mục tiêu hoàn toàn ngược nhau mà. Và trong hàm mục tiêu thì có một quy luật chắc chắn là ở trên em đặt bao nhiêu biến thì tất cả các biến đều phải xuất hiện trong hàm mục tiêu. Vậy các em đặt biểu thức hàm mục tiêu không biết sao hết, nhưng mà em coi lại coi, ở trên mình gọi giả sử ta có 7 biến thì 7 biến nó phải nằm trong hàm mục tiêu. Ta có 12 biến, 12 biến đó phải nằm tất cả trong hàm mục tiêu. Đó là ta sẽ thấy ví dụ đó ha. Sau đó là gì? Ta phải xác lập các điều kiện ràng buộc hay là các giới hạn. Em dùng từ nào cũng được, nếu mà em muốn viết cho lại ít thì em dùng chữ giới hạn, đúng không? À, nhưng mà nếu em muốn thể hiện cái nghĩa nó đầy đủ hơn thì đó là điều kiện ràng buộc. À, rồi các điều kiện ràng buộc, các giới hạn ở đâu ta có, trong trong cái nội dung của cái đề nó đều có đề cập hết. Lắm nữa ta thấy trong ví dụ vừa rồi của chúng ta đó, đúng không? À, ví dụ là cái giới hạn về giờ lao động, khi người ta dùng chữ giới hạn là em biết điều kiện ràng buộc rồi. À, chắc chắn nó phải nằm trong cái biểu thức điều kiện ràng buộc. Và cho dù đi nữa thì luôn luôn cuối cùng phải có cái quy luật hay là cái quy định của bài toán quy hoạch tuyến tính là các biến là không âm, nhớ nha. Và trong một số trường hợp thì em còn phải là thêm là chữ nguyên nữa. À, hay là em có dùng, thể dùng chữ là nguyên dương, nguyên dương. Đấy, lấy ví dụ như trong cái bài toán của chúng ta ở đầu đó, thì cái công ty đó phải sản xuất là một cái bàn, tức là cái bàn và cái ghế nó phải là chẵn,
đâu bây giờ nó 3,5 cái bàn hay là 2,7 cái ghế được, không các em? Như vậy thì rõ ràng trong cái ví dụ của ta đầu tiên đó thì nó đã thể hiện cái chữ nguyên dương rồi đó. À, cái nghiệm ra nó phải là nguyên. Lẽ tất nhiên khi ta dùng cái phương pháp đồ thị như vừa rồi đó thì có thể giao điểm, vì phương pháp đồ thị tự hình thành như thế nào là ta sẽ vẽ các đường thẳng vì các cái điều kiện ràng buộc, và hàm đó thì nó là nó không có cái mũ nổi mà nó là một cái đường thẳng. Với cái phương pháp đồ thị đó thì ta chỉ dùng được cho hai biến thôi, tức là x1, x2 đó, thì một cái trục ta là x1, một cái trục x2. X1 hay x2 tùy em quyết định trục nào cũng đều được hết, đúng không? Em thích x1 là trục hoành hay x1 là trục tung đều được cả. Và vì trong điều kiện ràng buộc luôn chứa x1, x2 thì đó chính là cái đường thẳng người ta sẽ vẽ trên cái mặt phẳng cái ô vuông thứ nhất đó, đúng không? Vì tất cả nghiệm đều nguyên dương mà nó phải nằm ở cái ô hình thứ nhì, cái ô thứ nhất đó mà chúng ta ở phổ thông hay gọi đó. Đây. Với các cái biến nó đều là dương. Thế thì khi đó ta vẽ được cái đường thẳng, à, vì các cái điều kiện ràng buộc này nó sẽ nhỏ hơn hay lớn hơn, nhỏ hơn hay bằng, lớn hơn hay bằng một giá trị nào đó, thì ta vẽ cái đường thẳng là gì? Là cái biểu thức đó trừ cho giá trị đó bằng không, một cái giá trị bên tay phải nha. Sau đó thì ta có những đường thẳng và vì thỏa mãn tất cả điều kiện ràng buộc, do đó nó sẽ tạo thành một miền niệm. Quy tắc xác định, hãy nhớ bên tay trái, miền niệm bên tay trái dành cho các bất đẳng thức nhỏ hơn hay bằng, và bên tay phải là lớn hơn hay bằng của cái đường thẳng đó đó. Khi đó thì ta sẽ xác định được cái vùng và giao của các cái vùng niệm đó chính là miền niệm. Như vậy nó sẽ là một cái hình đa giác, đúng không? Có thể là một tam giác, một tứ giác, một ngũ giác vậy. Nói chung là một hình đa giác. Và khi đó thì niệm chính là nằm trên các đỉnh. Bởi vì theo cái phương pháp điểm gốc đó, thì niệm chính là nằm trên các cái đỉnh đó, của cái đa giác đó. Như vậy ta xác định được tọa độ, đúng không? À, và từ đó ta cứ thay vào cái hàm mục tiêu, xem có cái cặp biến nào thỏa được cái hàm mục tiêu đó. À, bài toán cực đại thì lớn nhất, bài toán cực tiểu là nhỏ nhất. À, như vậy thì ở cái phần đầu chúng ta đang áp dụng phương pháp đồ thị, thì hình như có một em hỏi thầy là như vậy thì đối với pháp đồ thị thì có dùng cái đường đồng không? Vì thật ra cái đường đồng mức đó, đúng không, thì khi đó là người ta sử dụng cái đường đó để chứng minh cái định lý là phương pháp điểm gốc, tức là các cái nghiệm làm cái điểm gốc thôi, và chúng ta chỉ áp dụng kết quả của nó, do đó ta không cần vẽ các cái đường của hàm mục tiêu mà song song ta dịch chuyển, ta không cần gì đó. Như vậy thì các bài từ 1, 2, 3, 4 ta có thể sử dụng phương pháp đồ thị, không ạ? Bài 5 cũng vậy. Tiếng như bài 5 đó là một cái bài về min. Thì khi đó ta phải nhớ cái quy tắc là xác định miền nghiệm ở bên tay phải, không? Vì các điều kiện ràng buộc này là nằm ở bên tay phải thôi. Rồi, như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ xem lại, xem tiếp. Cái nội dung kế tiếp ha, đó chính là các ứng dụng trong quản trị, tức là cái bài toán cụ thể trong quản trị. À, và nói chung phần này khá lý thú và ta sẽ thấy những bài toán cụ thể ha. Hôm trước chúng ta đã tới bị
Thầy bác đề cập các ứng dụng của quy hoạch tuyến tính ha. Thì ta thấy trong lĩnh vực marketing, các em đã từng học marketing rồi đúng không? Các em học quản trị marketing rồi chưa? Thì một vấn đề mà doanh nghiệp đang phải gặp đó là họ đang muốn quảng cáo và có rất nhiều phương tiện truyền thông. Như vậy thì họ sẽ chọn cách thức quảng cáo như thế nào? Đó là bài toán đầu tiên liên quan tới quảng cáo. Bài toán thứ hai liên quan tới nghiên cứu thị trường. Thì bài toán này lại là liên quan tới cái công ty nghiên cứu thị trường. Và lẽ tất nhiên ở các cái công ty này thì họ sẽ phải thực hiện theo yêu cầu của khách hàng. Và vấn đề ta sẽ thấy là khi thực hiện yêu cầu thì đứng ở quan điểm công ty, họ sẽ chọn cách thức thực hiện nào mà ít tốn chi phí nhất, phải không? À, ta sẽ gặp cái bài toán min trong hầm tiêu đó. Kế đến là trong lĩnh vực tài chính thì hai bài toán tiêu biểu chúng ta đề cập, thứ nhất là gì? Lựa chọn danh mục đầu tư. À, đây là một bài toán hay. À, và đây là vấn đề mà các cái nhà quản trị tài chính trong công ty, ta gọi là các cái CFO, đúng không? Các CFO sẽ phải quyết định với cái tiền của công ty hiện có thì họ sẽ đầu tư vào đâu để có cái lợi nhuận cao nhất hoặc là có rủi ro thấp nhất. Như vậy khi ta đầu tư thì sẽ có hai cái tiêu chí mà các nhà đầu tư thường quan tâm, đó là cái lợi nhuận và rủi ro. Và ta thấy thường là hai cái tiêu chí này nó đi song hành với nhau, đúng không? Nơi nào có lợi nhuận cao nhất cũng được rủi ro cao nhất. Ông bà ta thường hay nói là có gan làm giàu là vậy đó, phải không? Thế thì đó là vấn đề về đầu tư. Kế đến là ta sẽ đề cập tới về hoạch định tài chính. Có nghĩa là các nhà quản trị này họ sẽ phải quyết định chuẩn bị bao nhiêu tiền ngày hôm nay để chi cho tương lai. À, đây một bài toán cũng rất thực tế mà các công ty thường phải đối diện. Kế đến ta sẽ đề cập tới một cái bài toán về quản trị điều hành hay quản trị tác nghiệp mà các em đang học á, hay là các em học xong để thầy không rõ gì. Như học xong rồi đúng không? Cái môn này, môn quản trị tác nghiệp, quản trị điều hành nào? Dạ, bác vừa học xong quá hả? À, học xong rồi đấy. Thế thì ta sẽ gặp cái bài toán mà đầu tiên là gì? Quyết định sản xuất. Thực ra cái gì rồi đầu tiên của chúng ta là bài toán quyết định sản xuất không các em? À, quyết định. À, có hai cái sản phẩm đó thì sẽ sản xuất như thế nào vì cái nguồn lực có hạn để cho có lợi nhuận cao nhất. À, hoặc là chúng ta sẽ bài toán phân công lực lượng lao động. À, bài toán này thì các em đã từng học trong cái quản trị điều hành rồi. À, thầy không nhớ trong quản trị điều hành các em dùng cách thức gì giải, nhưng ở chúng ta tất cả các bài toán này đều dùng solver để giải. Đó lý do vì sao nãy thầy mới hỏi các em và kiểm tra cái việc mà các em cài solver vào trong máy tính. Rồi ta bắt đầu nha. Về cái lựa chọn phương tiện truyền thông, thế thì quy hoạch tuyến tính, viết tắt là LT đó ha, giúp phân bố ngân sách cho các phương tiện quảng cáo. Mục tiêu là gì? Tối đa hóa lượng người xem hay là tối đa hóa tần suất hoặc chất lượng của quảng cáo. Thì các giới hạn liên quan tới chuyện gì? Đến chính sách công ty. Thường thì các công ty sẽ có những chính sách cho việc quảng cáo, đúng không? Và lẽ tất nhiên chúng ta cũng thừa hiểu hay là cũng đoán được rằng không có công ty nào muốn dồn tất cả tiền vào cho một cái loại hình quảng cáo cả, đúng không? Phải sẽ phân bố ra, đó là chính sách công ty. Các cái điều kiện hợp đồng và đó là cái mong muốn công ty. Và đây là những điều mà liên quan tới cái nơi mà sẽ thực hiện nè, các cái điều kiện hợp đồng hoặc là cái tính sẵn có, đúng không? Đâu phải lúc nào ta muốn quảng cáo số lượng đó thì cái công ty quảng cáo mà cũng thực hiện, bởi vì họ còn có những cái khách hàng khác. Đây, hãy xem trường hợp cụ thể. Công ty này đang muốn chi 280.000 đô cho quảng cáo vào cuối tuần. Vì vậy công ty có 3 lựa chọn, tức là có 3 loại hình quảng cáo: quảng cáo ban ngày, quảng cáo chiều tối, quảng cáo trong game ở chủ nhật, với chi phí và lượt khán giả xem. Cái này là của công ty quảng cáo đưa ra nhé, phải không? À, công ty quảng cáo là giờ tôi có 3 cái loại hình này,
theo số dữ liệu quá khứ đó thì khán giả trung bình ước tính cho mỗi lần hình này và chi phí của mỗi loại. Tất nhiên ta thấy chi phí thì tỷ lệ thuận với số lượng khán giả rồi, đúng không? Đoạn dưới chính là chính sách của công ty nè. À, công ty này muốn có ít nhất một quảng cáo mỗi loại. Rồi tính sẵn có của quảng cáo là gì? Đối với cái công ty mà thực hiện nè, hiện chỉ còn 2 quảng cáo trong game. Có nghĩa là công ty SNM muốn có 3 quảng cáo cũng không có nè. Không, chỉ còn tối đa là 2 thôi. Mỗi ngày tối đa 10 quảng cáo ban ngày, 6 quảng cáo tin truyền thống. Và công ty này ngoài cái việc muốn 10 quảng cáo ban ngày, 6 quảng cáo chiều tối thì có ít nhất 5 quảng cáo mỗi ngày, nhưng không chi hơn 50.000 đô cho thứ sáu và không hơn 75.000 đô cho thứ bảy. Đấy. Như vậy khi ta đọc cái này nè, ta đọc một cái vấn đề này, chắc chắn người ta hay yêu cầu chúng ta là hãy thiết lập bài toán quy hoạch tuyến tính. Vâng các em, hồi nãy thầy đã nói bài toán quy hoạch tuyến tính như mọi bài toán khác đầu tiên phải là gì em? Gọi biến rồi. Đúng rồi, ta phải đặt biến chứ, đúng không? Ta xem ở đây có bao nhiêu biến. Như vậy có yếu tố nào liên quan tới cái biến? Đây, công ty đang muốn quảng cáo vào cuối tuần, đúng không? Thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật. À, công ty đang phân vân lựa chọn 3 cái quảng cáo, có 3 lần quảng cáo. Như vậy tổng cộng có bao nhiêu biến này? Quảng cáo ban ngày, quảng cáo chiều tối và quảng cáo trong đêm. Em nào có thể nhẩm được bao nhiêu biến này? Thời gian, tất nhiên cái biến nó sẽ bao gồm hai cái tính chất, đúng không em? Đó là cái loại hình quảng cáo và thời gian. Như vậy em xem là thời gian thì có 3 ngày cuối tuần, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật. Quảng cáo có 3 loại hình quảng cáo, như vậy tổng cộng là ta có bao nhiêu biến? Cho thêm con số đi. Đầu tiên tôi phải hình dung trước cho ta đặc biến bị thiếu không? Bao nhiêu các em? Thì nhắc lại, quảng cáo nó sẽ bao gồm 2 đặc tính. Thứ nhất là cái diễn ra lúc nào, tức là thời gian. Thứ hai là loại hình nào. Ta đang có thời gian 3 ngày cuối tuần. Ta ghi rõ đó, thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật. Loại hình quảng cáo, 3 loại hình quảng cáo ban ngày, chiều tối và quảng cáo trong game ở chủ nhật. Như vậy tổng cộng ta có bao nhiêu biến? À, bạn gì nhỉ? Thầy mới nghe một cái tiếng nam, đó là bạn gì? Dạ, thầy chưa thấy. Dạ em. Tên em Pháp, phải không? Pháp. Quốc Pháp, thầy thấy rồi. Dạ. Nhưng mà giờ có 2 bạn nữ giơ tay, chắc là không có đồng ý với con số của em rồi. Thôi bây giờ em Ngọc Giao đi. À, vì Phương Thảo vừa rồi cũng có nhiều gì phát biểu ra. Thôi để Ngọc Giao, cho con số đi. Dạ, 7. Vì sao là 7? Giải thích cho bạn Pháp coi. Dạ, ban ngày thì có thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật là 3 biến. Quảng cáo tin chiều tối thì cũng thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật là 3 biến. Nhưng mà quảng cáo game chủ nhật thì chỉ có một ngày chủ nhật thôi, thì là một đúng biến. Rồi. Phát có nghe bạn giờ giải thích không? Mặc dù lúc đó ta thấy 3 với 3 ta nhờ nhau thành 9, nhưng ta quên rằng cái thứ sáu, thứ bảy đâu có quảng cáo trong game đâu. Để mà thành 9, nó chỉ có quảng cáo trong game của cái ngày chủ nhật thôi. Chứ vậy ta 7 biến rồi. Phải không? Rồi, hãy nhớ con số 7 để ta không có đặc biến bị sót nha. Thế bây giờ ta vừa nói cái biến nó sẽ bao gồm 2 đặc tính. Thứ nhất là cái loại quảng cáo, thứ hai là thời gian diễn ra, đúng không? Thời gian của cái quảng cáo đó, tức là vào diễn ra vào ngày nào đó. Như vậy rõ ràng ta cứ đặc biến theo cái đó thôi. Thơm em. Đấy, ta sẽ gọi
DFE là số lượng quảng cáo ban ngày thứ sáu, như vậy ta sẽ đặt cái ban ngày là chữ D. D tức là daylight, tức là ban ngày, phải không em? Còn cái đuôi là thứ sáu, ta biết rồi phải không? Đấy, Friday nè. Tương tự thứ bảy, Saturday, đúng không? Chủ nhật, Sunday, như vậy xong đó là quảng cáo ban ngày. À, rồi ta sẽ đặt chiều tối. Chiều tối ta dùng chữ gì? Evening. Evening, đó là chữ E đó, đúng không? Đấy, thứ sáu nè, thứ bảy và chủ nhật. Và game là chữ G đó, đúng không? Game chủ nhật, đó là xong các biến. Thầy phải lưu ý với các em về cái chuyện đặt biến này. À, một số em nói, à như vậy em đặt x1, 2, 3. Thầy nói, đúng, đặt biến là chuyện của em. Em cứ đặt x1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 đi. Nhưng tới lúc mà em thiết lập điều kiện ràng buộc, em sẽ thấy cái khó khăn. Bởi vì, ta trở lại một chút xíu nhỉ. Cái điều kiện ràng buộc thì nó nằm ở đâu các em? Theo các em, điều kiện ràng buộc nằm ở đâu? Những điều kiện ràng buộc đó, hãy chỉ cho thầy cái đoạn nào mà cái điều kiện ràng buộc đi. Còn để thầy trở lại cái này chút xíu, sẽ phải trở lại không được đây. Okay. Đấy, sao nó lại là oh my god. Đây, điều kiện ràng buộc nằm ở cái đoạn nào các em? Ta đọc với các bài, ta biết điều kiện ràng buộc nó nằm ở đoạn nào. Hả? Các giới hạn nó nằm ở đoạn nào? Có phải là ta đang thấy là nằm ở cái đoạn cuối cùng không? Đây là cái chính sách của công ty và cũng là những cái giới hạn của cái công ty quảng cáo. Công ty quảng cáo giới hạn nó là giờ tôi chúng tôi chỉ còn 2 quảng cáo trong game thôi. Nhưng đây là nguyên một cái đoạn này nè, chính là cái đoạn cuối cùng nè của cái vấn đề trình bày, chính là điều kiện ràng buộc. Khi em đọc cái đoạn đó em thấy chuyện gì? Tối đa 10 quảng cáo ban ngày, 6 quảng cáo tinh chiều tối, rồi 5 quảng cáo mỗi ngày có nghĩa là thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật đó, có phải không? Rồi không chi hơn cho quảng cáo trong ngày thứ sáu và 75.000 đô trong ngày thứ bảy. Như vậy nó đang tổng hợp tất cả các cái loại hình quảng cáo và các cái thời gian diễn ra, tức là các ngày cuối cùng. Giờ nếu em đặt từ x1 tới x7, rồi mỗi lần em viết cái này cái em phải đi lên coi cái x2, x3 của em là gì à? Đúng không? Và như vậy thì khi em rất khó kiểm tra lại. Đây, ở đây chúng ta có 7 biến, chứ ta sẽ thấy các cái bài sau đôi khi tới 10 bằng 12 biến này và vân vân, thì đó đang khi đó là chúng ta sẽ mệt, đúng không? À, chúng ta sẽ có thể bị nhầm lẫn. Thì đó là cái cách thức mà chúng ta nên theo, tức là chúng ta đặt biến và thể hiện được cái tính chất của cái biến. À, ta nhìn cái DFA, ta biết rồi, đây ban ngày thứ sáu, đúng không? DSO rồi, ban ngày chủ nhật. À, đó là xong các biến ha. Lẽ tất nhiên, bây giờ tới hàm mục tiêu. Như vậy em, khi mà ta trở lại cái bảng mà công ty quảng cáo đưa ra, thì nó sẽ có hai thông số là lượng khán giả và chi phí. Như vậy hàm mục tiêu của em sẽ tính theo lượng khán giả hay tính theo chi phí? Bởi vì hai cái này nó khác nhau luôn này. Tất nhiên chi phí là nó phải là min rồi, không ai muốn một cái chi phí tối đa. Còn lượng khán giả thì ta đang muốn max. Và chắc chắn hàm mục tiêu nó sẽ phải khác nhau. Cho thầy biết câu trả lời của các em. Hàm mục tiêu sẽ là max hay là min? Thái Thanh, có thể là max. Max của cái gì? Max của lượng khán giả, đúng không? Yeah. Nhưng mà vì sao em gọi là max lượng khán giả? Bạn khác nói à, bây giờ công ty này bỏ tiền ra thì rõ ràng là phải chọn quảng cáo sao ít tốn tiền nhất chứ. Thái Thanh, em giải thích làm sao? Giáo sư bạn nào đó nói vậy đó, thì em giải thích làm sao? Dạ, em nghĩ là do mục tiêu của cái công ty này là muốn
càng nhiều khách hàng và người tiếp cận càng tốt. Không, bạn đó nói đó là bạn nghĩ vậy thôi, chứ giờ tôi thấy là nè, người ta có đưa cái bản có chi phí nè, thì chắc chắn công ty nhà phải tính sợ tốn chi phí nhất chứ. Em đáp thì đúng rồi đó, nhưng mà nó có lý do của nó chứ. Đâu, bạn nào có thể hỗ trợ bạn Thái Thanh? Đáp án bạn Thái Thanh thì đúng, nhưng mà bạn chưa giải thích được thỏa đáng. Vì sao là phải là lượng khán giả? Sao Phương Thảo? Dạ, theo em là do cái đề nó có cái điều kiện ở cái chỗ mà công ty đó chi 282.000 đô cho quảng cáo. Đúng rồi, tôi quên cái câu đầu tiên à. Công ty đã cố định một cái tiền chi cho quảng cáo này rồi, thì chắc chắn nó phải chọn cái loại hình nào để cho nhiều khán giả xem nhất, có nhiều người xem nhất, phải không? Đấy. Và ta sẽ thấy trong cái bài tập của ta sẽ có cái bài nó cũng dạng giống giống như vậy. Và nếu mà em nào không để ý, hoặc có thể em nào vắng buổi ngày hôm nay đó, khi làm bài tập đó, thì một tỷ lệ không nhỏ các em là gì? Là tính hàng mục tiêu là min của chi phí. Đấy. Do vậy chúng ta phải đọc hết tất cả các dữ liệu nha. Rồi bắt đầu nhé. Chúng ta đã có đặc biến rồi phải không các em? Thế thì bây giờ ta bắt đầu đánh hàng mục tiêu vì ta nói lượng khán giả, thì em cứ đưa, gắn cái lượng khán giả với những loại hình quảng cáo. Ta thấy anh nào có cái chữ D ta nhân cho 3.000, chữ E ta nhân 4.000 và chữ G ta nhân cho 75.000, phải không? Hàng mục tiêu tối đa hóa lượng khán giả xem. Thì vậy khi các em thiết lập bài toán quy tính, các em cũng phải ghi những cái giải thích này nha. Rất nhiều em thiếu những cái giải thích này, tự nhiên em ghi hàm mục tiêu, em ghi mắt, em ghi một cái biểu thức dài. Đây, thầy sẽ đánh dấu hỏi và chắc chắn em sẽ không được điểm tối đa cho cái hàm mục tiêu này, đúng, vì em không giải thích được. Đấy, em phải ghi tối đa hóa lượng khán giả xem. Và như thầy đã nói, vì ta có 7 biến, ta phải đếm đầy đủ 7 biến nha, xuất hiện đủ 7 biến thôi, không em? Với cái lượng xem tương ứng. Đó là xong hàm mục tiêu ha. Kế đến giới hạn. Như chúng ta đã nói, giới hạn chính là nằm trong cái đoạn cuối đó, phải không? Nhưng mà không phải chỉ đoạn cuối ha. Nhưng mà chủ yếu là nằm trong đoạn cuối đây. Thế thì những giới hạn đó là gì? Ta đọc từng câu thôi, ta ghi ra không em, không có chuyện gì khó cả. Đây. Muốn có ít nhất một quảng cáo cho mỗi loại. Nhớ chữ mỗi loại nha. Tức là đây nè, đây là ba cái loại quảng cáo nè. Có phải không? Ta đang nói loại quảng cáo mà. Đấy. Thì quảng cáo ban ngày, quảng cáo chiều tối, quảng cáo game. Như vậy, ta cứ lựa những cái nào có cái chữ D là ta nhập lại. Đúng không? Vì dùng chữ ít nhất có nghĩa là xếp về bất đẳng thức. Đó là dấu gì các em? Ít nhất. Lớn hơn hoặc bằng. Đúng rồi, lớn hoặc bằng. Cứ cái thấy chữ tối đa này thì nhỏ hơn hay bằng nè. Đúng không? Hoặc là ít nhất lớn hơn hay bằng. Đấy. Đó, như vậy thì ta cứ về ta lấy một cái loại quảng cáo đầu tiên là ban ngày, phải không? Đây loại hình quảng cáo này. Đây. Ta đã mỗi loại để ta trên ta đề loại hình quảng cáo thì chắc chắn loại hình ban ngày, loại hình chiều tối và loại hình game chủ nhật, phải không? Rồi. Ta đưa vào thôi phải không em? Ai đang? À, tất cả những cái biến nào có chữ D, các em thấy lợi ích không? Chứ nếu không thôi em phải tìm coi cái ban ngày là tương ứng với X1 hay là X3 hay X5 gì đó, phải không? Đấy. Chiều tối và game. Đó là xong câu đầu tiên. Ta cứ đọc từng câu và hãy nhớ đánh số cho các giới hạn này nhé. Vì sao phải đánh số? Vì khi ta đưa vào trong server đấy, ta cũng phải kiểm tra lại. Bởi vì chỉ cần ta đánh không đúng, server sẽ giải không được, thậm chí nó ra cái kết quả không đúng nữa. Tiếp tới ta sẽ thấy cái câu kế tiếp là gì nhỉ? Trở lại, hiện chỉ còn 2 quảng cáo trong game. Điều này có nghĩa là gì? Cái biến mà GSU, tức là biến game đó, nó sẽ là như thế nào? Hiện chỉ còn 2 quảng cáo trong game.
Như vậy ta sẽ viết cái điều kiện ràng buộc đó nó là gì? ZU như thế nào? Với cái câu này nào? Bé không học bằng 2. Chắc chắn rồi. Bởi vì cái công ty này nói à tôi chỉ còn 2 thôi. Như vậy thì tối đa là cái công ty này chỉ có thể đặt hàng được 2 cái quảng cáo trong game thôi. Tức là nhỏ hơn hay bằng 2. Đấy. Chứ người ta không ghi là tối đa chỉ còn 2 quảng cáo trong game. Nếu người ta ghi tối đa thì ta biết rồi đúng không? Người ta chỉ ghi cái câu này thôi. Như vậy thì ta thầy quấm lộn mà. Ta lại ở đây lại đưa cái điều kiện cái câu kế tiếp lên trước ha. Thôi được rồi, ta thấy có 10 quảng cáo ban ngày, vậy ta cứ xem những cái quảng cáo ban ngày này nè, đúng không? Đó là cái chính sách của công ty đó, mỗi ngày phải có tối đa là 10 quảng cáo thôi. Như vậy thì mỗi ngày từ thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật tối đa là 10, rồi tối đa chiều tối mỗi ngày là 6, phải không? Rồi còn một cái quảng cáo trong game, tối đa 2 quảng cáo trong game, phải không? Rồi kế đến là gì? Ta sẽ thấy mỗi ngày tối đa 10 quảng cáo ban ngày, 6 quảng cáo trong chiều tối, đúng không? Rồi công ty này muốn có ít nhất 5 quảng cáo mỗi ngày. Ít nhất có nghĩa là lớn hơn hay bằng, phải không em? Khi nói 5 quảng cáo mỗi ngày thì ta mới bắt đầu coi cái vế phía sau của cái biến đó. Vì vậy ta cứ coi cái nào là thứ 6, đúng không? Thì sẽ phải lớn hơn hay bằng 5. Thứ bảy cũng vậy, chủ nhật cũng vậy, phải không? Rồi liên quan tới chi phí, ta mới bắt đầu nhân chi phí. Đấy, như vậy ta nhân chi phí cho cái số lượng của ngày thứ sáu đấy và số lượng của ngày thứ bảy. Chúng ta sẽ có. Sao nó nhảy qua đây nhỉ? Đây. Đó. Như vậy thứ sáu ta nhìn phía sau ha, cứ lựa hai cái chữ phía sau giống là đúng ha. Thứ bảy, chủ nhật, không em? Đấy, chủ nhật thì có tới 3 cái chi không quá 50.000, vừa bắt đầu nhân cho cái chi phí. Vậy ta cứ lấy cái này ta nhân chi phí ha, đúng không em? Là chi phí ban ngày là 5.000, chiều tối là 7.000. Thứ bảy cũng tương tự, không quá 75.000, đó ông chi không quá thứ bảy. Và nhiều em hay quên cái câu đầu tiên, đúng không? Công ty dự định chi 282.000 cho tất cả các cái số lượng, 7 cái loại hình, 7 cái quảng cáo này, đếm sao đủ 7 là được 280. Đủ chưa các em? Đủ chưa? Dạ chưa. Ta đang thiếu cái gì nữa? Dạ, điều kiện là các biến không âm. Các biến phải không âm á, phải không? Nhớ là điều kiện này luôn có trong tất cả các bài toán, là mỗi bài toán đều phải có. Đôi khi nó phải là nguyên dương nữa, phải không? Thật ra nếu mà chính xác bài toán này phải là nguyên dương. Bởi vì ta không thể nào là 1,5 cái quảng cáo ban ngày thứ sáu hoặc là 2,7 quảng cáo buổi chiều thứ bảy được, phải không? Rồi bây giờ ta bắt đầu mở solver ra và ta sẽ giải nha. Như vậy thì thầy sẽ mở hai cái màn hình, một cái một bên là các cái điều kiện này ha, một bên thì là Excel ha, và thầy sẽ thao tác
khi đó các em sẽ biết chúng ta có thể làm các bài toán khác. Và cái thời gian bố trí cho nó. Sẽ cũng phải để tùy chỉnh cho nó thành phần nữa nè. Tất cả các em đã cài xong được hết rồi phải không? Đây các em mở Excel ra ha. Các em cũng có thể chia đôi cái màn hình, đúng không? Cái màn hình một bên thì coi thì thao tác như thế nào, một bên thì em sẽ qua wow, thầy coi này kìa, vì sao được có việc này. Thầy nhớ thầy mở toàn bộ màn hình đó bạn. Đây, toàn bộ màn hình đó. Hình như ta vẫn thấy chỉ có cái PowerPoint hả em? Dạ, thấy cả hai đó thầy. Cả hai rồi, như vậy được rồi. À, thầy xem và coi. Chờ chút xíu nha. Rồi đúng rồi, ta đang thấy cả hai đúng không? Bây giờ ta đang định nghĩa cách biến thì em cái cột đầu tiên ta chính là biến nó thôi. Ta sẽ đánh đi, đánh vào hả các em? Ta đánh DFA DSA DSU đúng rồi, phải không? Rồi bắt đầu là chiều nè. Ngày Chủ nhật rồi game của ngày Chủ nhật thì cái như ta phải chường cái cột rồi để nó ra cái nghiệm rồi nha. Ta phải chường cái cột trống như vậy. Cái cột trống này chính là gì? Là số lượng đó không em? Số lượng nè, để thầy đánh luôn cái chữ luôn. Ai quy chỉnh tiếng Việt rồi. Số lượng kế tiếp là gì? Chính là cái mà công ty cho nè, đúng không? Khán giả. Kế đến là chi phí, phải không em? Chi phí. Tất nhiên số lượng này thì server sẽ tính cho ta, và ta chỉ điền các khán giả vào đây nè, phải không? Khán giả đối với ban ngày là 3.000, phải không? Nhớ để dấu phết nha. Coi chắc ăn thì ta khỏi mất công đánh dấu phết cũng được ha. Ta đánh 3.000 gì cho nó lại. Ban ngày 3.000, chiều tối là 4.000, phải không em? Game là 75.000. À, về chi phí thì là 5.000 cho ban ngày, chiều tối là 7.000. Và game là 100.000. Vậy là xong rồi ha. Kế đến ở đây ta là gì? Hàm mục tiêu, phải không? Hàm mục tiêu của ta. Thắng ở đây ta phải ghi là cái chữ là max.
sao ta đi chữa mắt, lát nữa ở sân vơ ta sẽ thấy. Rồi bắt đầu đánh cái biểu thức phải không em? Chúng ta có cái biểu thức hàm mục tiêu là gì? Đó chính là cái chi phí nhân cho số lượng, đúng không? Cái số lượng này nè, chi phí nhân số lượng. Như vậy nếu mà theo cái thông thường thì ta phải đánh từng cặp này, phải không? Chi phí này nè, ta lấy cái tọa độ này, ta nhân cho cái tọa độ này, cộng cho tọa độ này, nhân tọa độ này. Nhưng rõ ràng trong Excel nó có một cái hàm gọi là sum product. Đây, hàm nó nằm ở đâu? Tất nhiên ta phải tìm chứ ha. Vì mặt đỉnh nó không xuất hiện đâu. Em thấy thầy mở ra đấy, mặt đỉnh đâu có thấy cái chữ sum product đâu, đúng không? Đây, bây giờ mở ra. Giờ ta tìm nó search ha. Ta đánh chữ sum product đi. Sum product. Biết chưa? Khi ta ô, đấy, nó có cái hàm sum product đó nè. Xuất hiện rồi đấy. À, ta ok đi. Nó sẽ xuất hiện. Như vậy sum product là gì? Nó cho ta những 3 cột với nhau luôn. Tất nhiên đây ta chỉ nhân có 2 cột thôi. Thì ta bắt đầu cho nó thấy tọa độ là lấy tọa độ gì nhân với tọa độ nào, đúng không? Giờ đây là tọa độ là chi phí đây. Phải không? Phải không? Xin lỗi, không phải chi phí. Thì lộn. Bỏ đi. Ta là sum product của ta là lượng khán giả xem. Thì lộn. Lượng khán giả, đúng không? Đó là cột đầu tiên. Sau đó là gì? Là số lượng. Số lượng quảng cáo. Như vậy là xong rồi. Đấy, thôi vì ta đánh một dọc dài này thì sử dụng hàm sum product. Giờ bắt đầu đánh các giới hạn, đúng không? Em có thể đánh điều kiện ràng buộc hay giới hạn cũng được. Giờ sẽ đánh ra đây chỉ giới hạn để cho nó lẹ. Giới hạn bắt đầu. Cái đầu tiên nè, cộng 3 tọa độ này thôi. Như vậy thì trong server em chỉ khai báo, thì nhắc lại, trong server em chỉ khai báo cái đầu tiên thôi nha. Cái mà bên tay trái thôi, các biểu thức hàm bên tay trái. Nếu bên tay phải ta đang xuất hiện, thì nhắc lại, nếu bên tay phải ta đang xuất hiện một cái biến, thì rõ ràng ta cũng phải chuyển qua để cho nó trở thành là gì? Là một cái số thôi nha. Tức là tất cả các biến đều ở bên tay tay trái chúng ta. Bắt đầu ở cái một nè. Ta đánh dấu bằng. Như vậy đây là gì? Cộng. Đúng không? Vậy thì ta có thể kéo ở đây không nhỉ? Giả sử như thầy để ở đây bằng, ta kéo ở đây. Nhưng rõ ràng nó không phải là cộng, đúng không? Giờ muốn cộng ta phải là sum. Đây, phải dùng hàm sum. Nếu em đang không muốn đánh dấu cộng thì em bắt đầu trở lại gì, ta dùng hàm sum nè. Nó có cái hàm sum. Ok. Đây. Khi ta sum thì ta cho nó biết ở đây sum của ba cái này. À, vẫn được ha. Tương tự ở dưới này cũng là sum phải không? Hàm tổng đây. Đây. Tổng của ba cái này. Đây. Do vậy em thấy cái ích lợi của việc khi ta khai báo ai xin lỗi. Có đó rồi. Sao vậy? 456 hai lộ không, thì vậy ta lấy đây là bằng sum của đây nè 567 đúng không, nó phải làm cái hàm đây. Điều gì xảy ra nếu hồi nãy ta đang khai báo biến đấy theo ngày, giả sử em để D F A rồi I F A không sai, nhưng rõ ràng khi đó em không dùng được cái hàm sum product. Sum product vẫn làm được, nhưng khi đó em sẽ không dùng được cái này, đúng không? Đây. Rồi cái thứ ba, thứ ba thì không cần sum bởi vì nó chỉ là một biến thôi, phải không? Đó là ta đã xong.
ba cái giới hạn đầu tiên. Kế đến các giới hạn kế tiếp thì chắc chắn là ta cứ khai báo biến thôi, không có gì khó à. Cái khó là ta thiết lập được thôi, chứ ta đưa vào đây ta chỉ cẩn thận là được thôi nha. Enter. Enter. Rồi, tiếp tục. Hai game, vì vậy ta cũng là bằng nữa ha. Bắt tới game, tới cái tiếng game. Ta đã tới số 10 rồi đấy, đúng không? Có ít nhất 5 quảng cáo trong ngày. Vì vậy giờ mới bắt đầu là ta phải lấy cái biến bên đây cộng bên đây. Thì vậy ta lấy là biến ban ngày nè, cộng với biến chiều tối của ngày thứ sáu. Tương tự ban ngày thứ bảy cộng với chiều tối của thứ bảy. Người ta có gì? Ban ngày của chủ nhật cộng với chiều tối của chủ nhật. Nhớ cộng thêm game nữa. Chủ nhật có thêm game. Đó là tới 13 rồi đấy. Các em làm tới 13 giống thầy chưa? Hay là thầy làm lễ quá? Dạ thầy làm lại nghi khúc số 13 thầy. 13? Dạ. Thì giống như là đây là biểu thức 13 nè. Em nhớ em thấy thầy đang chiếu cái biểu thức 13 không? Đó là ngày chủ nhật, ta cứ lựa trong cái đuôi phía sau là chủ nhật ta cộng vô hết đúng không? Nó sẽ bằng là gì? Là B4 nè. Đây là chủ nhật là phải không? Ngày chủ nhật cộng cho chiều của chủ nhật phải không? Chiều chủ nhật là gì? Là cái này phải không? À, và cộng cho game của chủ nhật. Đấy. B4 phải không em? Ngày chủ nhật, chiều chủ nhật và game chủ nhật. B7 và B8 nè. Đúng không? Nhớ cái cột mà biến này là B nhé. Rồi như vậy được rồi ha. Cái nồi làm không kịp không? Hay thầy làm lẹ quá? Thầy nghĩ là những cái kỹ năng về Excel này các em cũng làm tốt mà. Có tất cả các em đều phải có cái yêu cầu về chứng chỉ tin học văn phòng mà. Được không em? Dạ được hả? Mười ba xong rồi đúng không? Còn em là chưa? Chưa xong 13. Được rồi ha, bây giờ ta tới là 14 rồi. Đó lý do sao ta phải đánh số là như vậy. Để lắc người ta còn có cơ sở tôi kiểm tra lại. Tuy nhiên 14 này cũng là dấu bằng. 5.000 của ngày thứ 6. 5.000. Đúng không? Ta sẽ nhân cho của cái ngày thứ 6 này nè. Đúng không? Rồi ta cộng cho 7.000 của cái chiều thứ 6 nè. Nhân cho chiều thứ sáu đâu chạy đây thứ sáu chị xong rồi ha, ta cứ enter. Hãy nhớ thầy nhắc lại ta chỉ nhập biểu thức bên tay trái thôi nha, bên tay phải là các con số thì lát nữa ta sẽ khai báo trong server. Tiếp tục giới hạn tiếp tục chi không quá 15.000 thì nó giống như kia, nhưng bây giờ là đó là thành thứ bảy rồi đúng không? Cũng là 5.000 nhưng mà thứ bảy nè, số lượng ngày thứ bảy à,
cộng cho 7.000 nhân cho số lượng ngày thứ bảy, ai số lượng ngày thứ bảy đấy, với bên trái là xong rồi ha, để nhìn biểu thức 15. Rồi các em hãy nhìn biểu thức 16. Ta sẽ khai báo biểu thức 16 này bằng cách nào? Hồi nãy thầy có nói đấy, em còn nhớ không? Ta sẽ khai báo bằng sử dụng hàm gì em? Sum product. Đúng rồi, hàm sum product đó. Bởi vì đây là gì? Các cái chi phí trong hàm mục tiêu ta thì lượng người xem, nhưng mà ở đây thì các chi phí, và nó cũng nhân từng cặp với số lượng tương ứng. Thế thì ta dùng sum product đi, vì ta đã có gọi sum product ra thì bây giờ ta mở ra thì nó sẽ có sum product nào, đúng không ạ? Như vậy cái cột đầu tiên là gì? Chính là chi phí. Ta mới bắt đầu cho nó biết đây là lấy cái cột này nha, rồi nhân với cái cột này nha, nhân từng cặp, phải không? Cộng lại đó. Nhân và cặp cộng các cái cặp lại với nhau. Xong. Còn cái giới hạn mà cắt biến không âm đó, vì sao thì không đánh số? Bởi vì chúng ta sẽ khai báo trong server. Thì nhắc lại các cái điều kiện bắt buộc của bài toán quy hoạch tính tính, có nghĩa là các cái nghiệm không âm đấy sẽ được khai báo trong server. Các em đã khai báo hết chưa? Cái 16 này chưa? Trời, dạ rồi. Rồi có một bạn nó chờ chút xíu rồi, để đợi bạn đó. Nhưng em vẫn có thể hình dung cách làm được phải không? Dạ được rồi. Rồi thầy đang về, thầy và các bạn sẽ chờ em vài phút ha, để xem coi nó là như thế nào. Xong chưa? Nãy em nào đó thầy chưa thấy được cái tên. Tên một em nam là nãy nói đợi ra, xong chưa? Dạ xong. Em nó tên. Rồi, em nó tên gì vậy? Em tên là gì? Phát hả? Phát hả? Mà sao em nói thầy lại không thấy nó hiện lên ở đây cái. Rồi. Như vậy bây giờ khi ta giải thì để cho server ra kết quả thì ta phải để xác định ở ngay cái ô của hàm mục tiêu. Bởi vì đó là cái kết quả cuối cùng server sẽ cho chúng ta biết cái kết quả cuối cùng hàm mục tiêu là như thế nào, đúng không? Vậy ta phải để ngay đây nha. Em để lộn qua cái chỗ khác là nhiều cái giải không được. Rồi bắt đầu mở server lên. Đây. Các em có thấy cái bảng của Sun Go không? Dạ thấy ạ. Đấy. Hồi nãy vì sao chúng ta có ghi chữ mắt? Bởi vì mặc định Sun Go sẽ đề chữ mắt nè. Nha. Do vậy ta phải ghi là như vậy. Để rủi cái bài toán min thì ta chuyển qua min. Các em có thấy không? Đấy. Tất nhiên nó có thể giải một cái bài toán mà cái hàm mục tiêu ta là một giá trị nào đó. Khi đó em sẽ đánh giá trị đó vô, đúng không? Đôi khi là ta phối hợp cái nguồn lực nào đó để đạt một cái giá trị nào đó của mục tiêu ta, thì ta đánh cái giá trị này vô, tức là value of, thì nó sẽ giúp cho ta phân bố để ra được cái giá trị đó. Nhưng bây giờ ta là max mà. Kế tiếp là gì? Là khai báo cái biến, cái ô biến nè, đúng không? Bằng cách thay đổi cái ô biến.
thì phải cho nó biết ô biến này là gì đi, đó chính là số lượng nào, nó sẽ hiện ra cái kết quả số lượng nào. Rồi bắt đầu khai báo cái constraint, tức là giới hạn nè. Constraint, các anh thấy không? Bắt đầu khai báo vào lần lượt ha. Bây giờ để cho thầy bắt đầu trở lại về cái đầu tiên đi, chứ không coi là đúng không ha? Thế nào? Như vậy ta sẽ thấy là đầu tiên là gì? Lớn hơn hay bằng 1, đúng không? Cái số 1 này nè. Giờ ta phải click ở đây. Đó là số 1 nè. Lớn hơn hay bằng 1? Đánh số 1 nè. À, ok. Nhớ đừng dùng chữ A, đừng dùng cái chữ ok nhé, xin lỗi. Ta dùng chữ S thôi ha. Đúng không? Ta ok, nó sẽ nhảy nhảy trở lại cái bảng đó. Thì ta mất công, ta đi lại vô trở lại. Để ta dùng chữ S thôi. Kế tiếp là gì? Cái 2 cũng lớn hay bằng 1 đúng không? Cái 2 cũng lớn hay bằng 1. Và 3 cũng vậy. Đúng không? Nhưng mà một số em đó bây giờ ta có cách nào để mà làm cho nó lẹ hơn không? Có chứ em, phải không? Như vậy giả sử ta trở lại vào, xin lỗi tự nhiên thầy bấm cái cancel. Đây là giả sử ta đây phải không? Giả sử bây giờ ta bỏ cái này ha. Rồi vì ba cái này là một thì ta có thể khai báo tọa độ có ba cái này luôn, phải không? Cả ba cái giới hạn này luôn. Ta để đây, ta kéo ba cái vì nó đều lớn hơn một mà, đúng không em? Đấy. Vậy thay vì ta khai báo ba lần như vậy, ta khai báo một lần không? Vậy là 1, 2, 3 xong rồi đấy. Đúng không? Tiếp tục, ta đang có cái gì nhỉ? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dựa thấy 4, 5, 6, 7, 8, 9 đều giá trị giống nhau thì ta cũng dùng cách thức khai báo giống hồi nãy ha. Như vậy 4, 5, 6 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, phải không? Điều nhỏ hơn hay bằng 10. Rồi 7 nè, phải không? Đây là 3 nè, 6 nè, 7 nè, 7 nè, 8 nè, 9 nè. Nhỏ hơn hay bằng 6. Để ta xong rồi ha, tới 9. Em nào đã làm tới 9 giống thầy rồi. Nhớ, vì các giá trị này giống nhau, do đó ta cứ khai báo tọa độ, đúng không? Ta kéo cho Sunger biết là cái constraint này nè, các cái này nó đều có giống nhau bên phải ha. Tiếp tục. Nhưng cái này không có kéo được rồi, phải không? Tới đây là ta phải khai báo rồi. 9 rồi, đây là 10 phải không? Như vậy là 3 nè, 5 nè, 8 nè, 9 nè, 10 nè. 10 là cái này nè. Phải không? Nhỏ hơn hay bằng 2. Cái này thì có giá trị hoàn toàn khác. Vậy là ta phải khai báo. Nhưng 3 cái này lại là giống nhau nè. Phải không em? 11, 12, 13 đều là 5. Do đó ta bắt đầu lấy 3, 5, 8, 10, 11 nè, 12, 13. Lớn hơn hay bằng 5? Ta chuyển qua nè, lớn hơn hay bằng 5. Ta ép vào 14. Vì ta có 16 đúng không? 6, 15, 14 nè, phải không? 14 nhỏ hơn hay bằng 50 nè, phải không? 50 15 là 75 nè, phải không? 15 ở đây nhỏ hơn hay bằng 75 nè. Cuối cùng 16 là nhỏ hơn hay bằng 282, phải không?
Còn điều kiện không âm này thì ta khai báo đây, phải không? Các cái biến này không âm, toàn bộ không âm, lớn hay bằng không. Khi ta khai báo xong thì ta ok. Như vậy thì nó sẽ trở ra cái bảng này. Bắt đầu kiểm tra. Ta kiểm tra là gì? Ta kiểm tra cái sự liên tục của các cái số sau cái chữ F, tức là cái tọa độ này. Đây ta để ý. Từ F3 cho tới F5. Như vậy kế tới 5 phải là con số 6. Do đó, à có số 6 rồi, 6, 7, 8. Kế số 8 thì phải là con số 9. 9, 10, 11, đúng rồi. Kế 11 này là gì? Là 12, có nè, phải không? Rồi kế tiếp 13, 14, 15, có nè. Rồi 16 có, 17 có ha, 18 có. Như vậy là đủ rồi đấy, có không? Đến về cái các giới hạn này liên tục rồi, ta thấy các cái con số sau cái F này nè, cái tọa độ đó sau đó là nó liên tục. Rồi các giá trị có đúng không? Không. 1 nè, 10, 6, 2, 5, 50.000, 75.000, 282.000 là đúng. À, các cái này là không âm, đúng không? Từ B2. Tọa độ này đúng không? Từ B2 đúng rồi, B2 cho tới B8. Rồi em nào đã xong cái bảng này, giống như thầy. Em ngó thử coi cái bảng này em nó có giống như thầy không? Nếu em đăng nhập rồi giống như thầy ở đây thì cái tọa độ này em phải giống chứ, có không? Giống chưa? Dạ giống rồi. Đó, cho nó dễ chứ, đúng không? Cho nó dễ. Nó sẽ có một cái solution nè, đúng không? Solution nó là gì? Đây. Phải không? Như vậy hàm mục tiêu đó là 199.000, số lượng tối đa người xem là 199.000 với cái phân bố này. Lý thú là những con số này. Có em nào có những con số này khác thầy không? Thầy là 4561 nè, em có số gì khác không? Có nói ra cái kết quả có số khác của thầy đây không? Thầy hỏi lại phần số lượng, có em nào ra cái con số khác thầy không? Thầy là 4561 nè. Xuân Thảo em ra số nào? Dạ em ra giống mấy trang thầy luôn hả? Có em nào ra số khác không? Có thể có em ra số khác đấy, có phải không? Tức là nó chỉ phân bổ cho mình giống cái giá trị 199.000 thôi hả thầy? Đúng rồi. Cho đó thầy, điều thầy muốn nói là có nhiều cách kết hợp, nhưng dù em kết hợp cách nào đi nữa thì cái giá trị tối đa của em cũng chính là hàm mục tiêu, có phải không? 199.000. Nhưng vừa rồi thầy thấy có một em Excel là quá xuất sắc luôn, tức là cái solver quá xuất sắc, tức là hàm mục tiêu tới 199.200. Vì sao 199.200? Bởi vì cái số lượng của em đó ra là có lẽ. Thế thì khi đó thầy mới nói em đó, như vậy là cái Excel của em là tính là quá là giỏi luôn, đúng không? Hơn cái thông thường luôn, tức là nó tìm đúng nghĩa chữ tối ưu. Vì ta đặt những điều kiện đó là max rồi, nó tính làm sao ra được max. Nó đâu biết rằng cái điều kiện của chúng ta là các cái số lượng này phải là số nguyên. Như vậy trong trường hợp đó thì ta phải thêm một cái điều kiện về số nguyên nữa, đúng không? Ví dụ ta vào cái server này nè, thì trong cái điều kiện này nè, phải không? Thì ta phải thêm một cái điều kiện nữa về số nguyên. Có nghĩa là ta khai báo cái biến này nè, phải không em? Cái biến đó, bây giờ giả sử giờ để ta trở lại cái bài toán ha, thì em cứ việc bỏ cái các cái nghiệm này thì tự động nó sẽ trở lại như cũ nè. Đây, ta xóa hết các cái nghiệm này đi.
Thầy để ra đây ha. Đây, chúng ta bỏ hết cái này ha. Đấy, nó đang trở lại bài toán ban đầu phải không? Thế thì khi em vào đây nè, trong cái điều kiện này em phải thêm một cái điều kiện là biến nguyên nữa, đúng không? Vậy em phải cho nó biết. Đây, như vậy nguyên có nghĩa là gì? Tức là integer nè, integer là số nguyên này, đúng không? Khi ta ra cái nguyên này thì điều đó là chắc ăn rồi. Thế thì khi đó cái Excel của ta chắc chắn giải chỉ là số nguyên thôi. Ta gọi là nguyên dương á, các em ở phổ thông em nói chữ nguyên dương, nguyên và dương là đúng rồi, nguyên dương. Đấy. Ở đây chắc chắn sẽ là số nguyên. Còn không thôi thì không thôi nó sẽ ra số lẻ đây. Rồi như vậy thì khi đó em có thể làm cái bài tập mà giống như hồi nãy chúng ta thấy, thật ra nó cũng giống như cái này, đó là cái bài số 6 đó, đúng không? Nhưng khi đó em sẽ thấy là số lượng biến nó sẽ ít hơn, đơn giản hơn cái ví dụ này ha. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục với một cái ví dụ khác. Nhưng trước hết thì chúng ta nghĩ giá lao chút xíu đi ha các em. Dạ, thầy ơi cho em hỏi là hôm nay lớp mình có bài kiểm tra 15 phút á. Dạ, em chưa có thấy thầy xếp cái bài kiểm tra đợt 2 trên MS. Chưa, lát mình nghĩ giá lao thầy mới đưa lên nha. Dạ. Rồi, thôi ta nghĩ giá lao nha. Bây giờ theo đồng hồ thầy của máy tính thì là 2 giờ rưỡi nè. Ta nghĩ 25 phút, 2 giờ 55 chúng ta sẽ tiếp tục nha. Rồi nghỉ giá lao đi các em.